Lên cho em một con Baby G kim nha, Baby G kim dòng Casio RMS. Đó, nó là đồng hồ kim nha mọi người ơi. Bình thường là G Stop hoặc là Baby G nó là điện tử và kim đúng không? Nhưng mà riêng con này là kim nha chứ không phải điện tử nha. Vỏ là titanium cho em đầy đủ luôn nè. Đó, khóa zin toàn bộ nha mọi người ơi. Đó, con này rất là đẹp nha. Sao em sẽ đo và ghi gõ trên phần tiêu đề cho mình. Con này núm nó bên tay trái nha mọi người. Núm nó bên tay trái nha, mặt ghi xám rất là sang luôn á. Đó, con này thì giống như là cỡ em cá tính đeo cũng được nè, hoặc là bé trai nam mà tay to cỡ 14 15 đeo được nè. Đó. Sam sẽ đo và ghi gõ nha, hoặc là nam tay nhỏ đeo ok nha mọi người. Nam mà cổ tay 17 hoặc là 16 5 đồ đó đeo ok, cứ báo em sẽ làm thêm mắt cho mình ha. Rồi em bán con này với giá là 500 thôi. Cho một em Baby G kim G RMS đàng hoàng luôn, chuẩn chính hãng luôn, titanium luôn. Đó.